Dạ vâng, Hoàng Hà sẽ được kính chào quý khán thính giả của Facebooker 45 năm tưởng niệm 30 tháng 4 của năm 2020. Kính thưa quý vị khán giả, để trở lại với chương trình này thì chúng tôi cũng xin được hân hạnh tiếp chuyện từ một cựu tù nhân lương tâm mới chịu ra khỏi tù trong vòng vài tháng qua, đang định cư tại Atlanta, Georgia. Đó là chị Trần Thị Nga. Trước hết thì chúng tôi xin được mời chị Trần Thị Nga lên tiếng cùng quý khán giả. Dạ. Nga xin kính chào anh Hoàng Hà cùng tất cả quý khán thính giả. Dạ vâng, cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Và chị Nga xin chị cho biết là chị đến Mỹ được bao lâu và chị cho biết là chị đến Mỹ trong hoàn cảnh nào? Dạ, Nga đến Mỹ đến nay là được 3 tháng rồi. Và Nga đến Mỹ trong cái hoàn cảnh là Nga bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ dùng những cái mưu hèn kế bẩn để nhét Nga vào tù với một cái bản án là 9 năm tù giam cộng 5 năm quản chế. Thì Nga bị giam giữ được 3 năm, Nga bị đi tù được, Nga bị đi tù 3 năm thì nhờ cái sự can thiệp, lên tiếng, đấu tranh về rất nhiều mặt của tất cả rất nhiều người và rất nhiều các cái hội đoàn cũng như là các tổ chức quốc tế. Chính vì vậy mà Nga đã được ra khỏi trốn ngục tù trước thời hạn, và với điều kiện mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt Nga phải đi ra khỏi đất nước Việt Nam và Nga đã lựa chọn đi Mỹ. Thì thưa chị, được biết chị luôn là tranh đấu cho sự công bằng và chống lại những cái bất công, đặc biệt là với dân oan và người xuất cảnh lao động. Thưa chị, là nguyên do nào thúc đẩy chị làm việc thưa chị? Thì thực ra cái nguyên do nó cũng là do khi mà Nga gặp nạn ở bên Đài Loan thì Nga đã bị chính phủ Việt Nam bỏ rơi. Và Nga đã phải dùng rất nhiều cái sự nỗ lực của mình để tìm hiểu về luật pháp cũng như là trách nhiệm nghĩa vụ của công dân cũng như là hiến pháp pháp luật và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thì để Nga tự bảo vệ mình, tự giúp đỡ bảo vệ mình, rồi sau đấy Nga dùng những kiến thức kinh nghiệm đấy để giúp đỡ những người nạn nhân khác. Và khi về Việt Nam, Nga đã bị chính phủ Việt Nam, họ có những cái trò hèn để cưỡng bức Nga phải chấm dứt những cái việc giúp người lao động gặp nạn với lý do mà họ đưa ra rất là vô lý. Đấy là bên phía công an của Bộ Công an họ nói là chỉ có những kẻ phản động bán nước hại dân mới giúp người gặp nạn không công, còn người dân Việt Nam chân chính không ai làm việc đó cả. Thì Nga có nói là cái việc giúp người gặp nạn nó không có vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức con người, chính vì vậy mà Nga vẫn làm. Rồi từ đấy mà Nga vẫn không có khuất phục với sự đòi hỏi vô lý của chính phủ Việt Nam thì họ đã bách hại Nga rất là nhiều kiểu, và Nga cũng mặc kệ, Nga vẫn cứ đi giúp những người gặp nạn, bởi vì bản thân Nga khi gặp nạn rồi mình cần cái sự giúp đỡ như thế nào thì Nga hiểu cái điều đó, nên là Nga vẫn cứ tiếp tục giúp những người gặp nạn, lao động gặp nạn tại Đài Loan thôi. Còn sau đấy là những người dân oan, những người bị án tử hình oan và rất nhiều người dân Việt Nam bị những cái sự bất công khác thì họ đã nhờ đến Nga giúp đỡ, và Nga cũng trên cái kiến thức kinh nghiệm của mình có, mà đặc biệt là khi giúp đỡ người khác không cần phải có nhiều kiến thức, không cần phải có nhiều kinh nghiệm, mà đặc biệt là bạn có cái tấm lòng để muốn giúp đỡ người khác hay không. Khi bạn muốn giúp đỡ người gặp nạn, bạn sẽ có những cái cách và sẽ tìm được những người mà họ giỏi về những chuyên môn đấy, họ sẽ giúp bạn và giúp những người gặp nạn. Vâng, đấy là cái động lực để Nga tiếp tục giúp những người lao động gặp nạn tại Đài Loan cũng như dân oan và rất nhiều người dân Việt Nam gặp nạn khác. Dạ vâng, cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Thưa chị có thể chia sẻ với khán thính giả chúng ta về những sự trù dập bắt bớ, nhà đánh đập của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những ngày mà chị đang trong vòng chị thưa chị? Dạ, thực sự cái chuyện đấy nó quá nhiều, nó xảy ra quá nhiều và trong suốt nhiều năm, như là công an họ giải truyền đơn đe dọa giết mẹ con Nga, rồi đổ dầu nhớt vào nhà để phá hoại tài sản, đổ mắm tôm lên đầu mẹ con Nga mọi lúc mọi nơi, rồi họ thả rắn vào nhà Nga lúc nửa đêm, cũng như là đánh Nga gãy chân, rồi cướp mọi thứ tài sản, họ dẫn người công an, họ dẫn côn đồ đến nhà Nga để cướp tài sản, cũng rất nhiều thứ khác nữa, rồi kể cả là ở ngoài đường, mình đang đi đường bình thường thì công an họ cũng bắt cóc mình, họ dùng là côn đồ đấy, họ mặc thường phục làm côn đồ, bắt cóc mình vào trong đồn công an, họ đánh rồi là họ cướp tài sản, rồi nhiều khi là họ còn dùng bạo lực để họ lột quần áo của mình ra, cái chuyện đấy nó xảy ra liên tục ạ. Thưa chị, là ngày hôm nay đó là chị đã bị tống xuất ra khỏi Việt Nam đến Hoa Kỳ, và chị tiếp tục con đường đấu tranh của chị đó, thì
và gia đình chị thì đã bao nhiêu rồi? Thì nhận xét của chị như thế nào về những cái trường hợp mà chị mới dự đoán Hoa Kỳ này như thế nào chị? Dạ, khi Nga còn ở trong đất nước Việt Nam thì cái công việc cũng như là cái kiến thức, kinh nghiệm mà Nga có được và Nga giúp những người dân Việt Nam bị bách hại đấy, thì là Nga là cái người làm việc trực tiếp, nên là cái kiến thức trực tiếp như vậy của Nga nó cao hơn. Và cái môi trường hiện tại là Nga đang ở Mỹ thì cái sự đấu tranh theo cái kiểu như là lúc nào trong nước thì nó không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy mà Nga sẽ phải dành cái khoảng thời gian để xem là mình còn có cái khả năng của mình khi mình ở ngoài nước rồi, thì mình có thể hỗ trợ giúp đỡ những anh em ở trong nước cũng như là những người nạn nhân bị bách hại ở trong nước như thế nào. Thì khi mà mình biết được là mình có khả năng giúp đỡ ở cái mảng nào đấy thì Nga lại phải dành thời gian ra để học, để có những cái kiến thức, có những cái kinh nghiệm căn bản, thì lúc đấy Nga mới biết được là mình phải làm gì. Còn cái công việc đấu tranh thì chắc chắn nó khi nào mà đất nước Việt Nam cái Đảng Cộng sản nó cần phải có cái sự thay đổi về mọi mặt, đó là đất nước Việt Nam cần phải có đa đảng, phải có tam quyền phân lập, cái quyền con người của người dân ở Việt Nam ấy nó phải được bảo đảm, thì lúc đấy Nga mới dừng cái cuộc đấu tranh. Còn khi đất nước Việt Nam vẫn còn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cai trị một cách gọi là vô lối như thế này thì Nga chưa dừng được ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Một câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được chị chia sẻ đó. Mặc dù là chị sinh ra sau năm 1975, nhưng mà chị có thể cho biết và chị biết như thế nào về 30 tháng 4 năm 75 mà miền Nam đã rơi vào tay Cộng sản. Thì cái cảm nghĩ của chị như thế nào và chị mong muốn được trong Việt Nam chúng ta trong tương lai ra sao? Chứ có lẽ là xin mời chị chia sẻ cái phần cảm nghĩ của mình trong cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta ngày hôm nay, nhất là cái tưởng niệm ngày 45 năm ngày 30 tháng 4 năm 75 và năm nay là năm 2045 năm cho chị. Dạ, Nga là cái người sinh ra và lớn lên ở ngoài Bắc là dưới chế độ Cộng sản, và cũng như là cái vấn đề học hành thì cũng theo cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản nó về một phía thôi. Thì cái khoảng thời gian đầu, mấy chục năm đầu là Nga cũng không có quan tâm nhiều đến vấn đề chính trị cũng như vấn đề xã hội. Rồi sau khi mà Nga bị nạn nạn ở bên Đài Loan thì chính những người cảnh sát của Đài Loan, họ là cái người đầu tiên nói với Nga là chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản của chúng mày họ đen tối lắm nên là họ mới bỏ rơi mày như thế này. Thì thực sự là đấy là lần đầu tiên Nga nghe thấy những cái từ như vậy, và Nga đã phản ứng lại, Nga đã phản ứng lại với những người cảnh sát đấy. Nga bảo là không, đất nước Việt Nam của tao tốt lành với thế này thế kia. Họ bảo không, đất nước Việt Nam của mày tốt lành nhưng mà cái Đảng Cộng sản cầm quyền của đất nước Việt Nam mày nó mới không tốt lành thôi. Thì sau đấy Nga mới để ý, thực sự là Nga mới để ý, và đến khi mình mới nghiệm lại là tại sao khi mình khỏe mạnh mình đóng thuế bình thường thì đến khi mình gặp nạn thì chính phủ lại bỏ rơi như vậy. Và Nga cũng chưa có đặt dấu hỏi nhiều cho tới khi về Việt Nam. Nga về Việt Nam từ tháng 8 năm 2008, thì đến tháng tầm khoảng tháng 10, tháng 11 gì đấy, là sau có mấy tháng từ Đài Loan về Việt Nam thì Nga chứng kiến cái cảnh những người công an mặc sắc phục và đứng bảo kê cho mấy cái người côn đồ là cầm rùi cui điện đấy, là đánh những cái đứa trẻ ở cái công viên gần chỗ nhà Nga ở, mà lúc đấy là Nga có đưa hai đứa con lớn của Nga ra đấy chơi, thì đánh những cái đứa trẻ cũng tầm tuổi con nhà Nga đấy, và một đứa bé là đã bị họ bị những người côn đồ kia, mà là cái ông công an ông Quyết là phó công an phường nơi Nga ở đấy, là ông ta là người mặc sắc phục và dẫn cái bọn côn đồ kia đi để đánh những đứa trẻ. Và đấy là cái lần đầu tiên trong đời Nga đã cất lời lên để chửi những người công an, vì cái sự nói thẳng là nhìn thấy cái cảnh đấy mà những người công an, những người đàn ông lớn tuổi kia, những người đàn ông bình thường kia mà đánh những đứa trẻ làm cho Nga không có cái khả năng chịu đựng nữa, thì Nga đã lên tiếng để bảo vệ những đứa trẻ đấy. Thì bắt đầu từ đấy, thực sự là bắt đầu từ đấy Nga mới suy nghĩ, Nga mới để ý đến xem là cái tại sao đất nước Việt Nam mà những người công an, những người đảng viên Đảng Cộng sản họ lĩnh lương từ tiền thuế của dân mà họ lại đi bách hại những đứa trẻ con một cách vô lối như thế. Thì từ đấy cho xong rồi là đến lượt mà
Nga bị bách hại dần dần như thế, nó là một cái động lực để bắt buộc Nga phải tìm hiểu xem là ngày xưa là chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở trong miền Nam như thế nào, cũng như là tại sao mà Đảng Cộng sản họ cứ nói là ở ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Khánh với cả này thế này thế kia. Thì bắt đầu đúng từ đấy là Nga mới tìm hiểu rồi cho, nhưng cái sự tìm hiểu đấy nó chưa có thấm nhuần nhiều cho tới vài năm sau khi Nga có cơ hội Nga đi vào trong miền Nam. Ngày trước là Nga cũng đã, ngày năm 2002, 2003 là Nga có, cũng có vào trong Sài Gòn ở rồi. Nhưng cái lúc đấy Nga chưa hề có cái khái niệm gì về Việt Nam Cộng Hòa hay là Đảng Cộng sản cả, nên là nó khi mình chưa có khái niệm thì mình chưa có để ý đến. Nhưng sau đấy đến năm 2000 mười mấy rồi thì bắt đầu là Nga mới đi vào trong Sài Gòn, và lúc đấy Nga mới để ý xung quanh là cái cuộc sống của người dân trong miền Nam với lại cái cách sống của người miền Bắc ra sao, và lúc đấy Nga mới có cái để so sánh. Và lúc đấy Nga mới có cái để so sánh và cho tới khi bị bắt vào trong tù thì cái khoảng thời gian mình tĩnh lặng ở trong tù, mình Nga đã nghiệm ra được rằng là tại sao các cô các chú Việt Nam Cộng Hòa dù đã ở nước ngoài, cuộc sống của họ rất là thoải mái và cái quyền con người của họ được sống ở cái đất nước mà họ đang sinh sống nó rất là tốt lành, nhưng tại sao họ vẫn cứ đặt cái gánh nặng về quê hương, về đất nước lên trên rất là cao, và họ ở bên ngoài rồi họ vẫn có những cái sự hỗ trợ, có những cái phương cách đấu tranh để hỗ trợ người dân trong nước để chống lại những cái sai cái ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để mong muốn đất nước Việt Nam có đa đảng, có tam quyền phân lập, có những cái quyền con người được tôn trọng như vậy. Thì chính trong cái khoảng thời gian ở tù như thế thì Nga đã nghiệm được ra, và chính bản thân Nga khi ra tới đây Nga vẫn xác định là mình sẽ phải góp công góp sức để đấu tranh để chống lại những cái sai cái ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và Nga đã hiểu là cái ngày 30 tháng 4 nó là một cái ngày rất là đau thương với toàn dân tộc Việt Nam, chứ không riêng gì với các cô chú các anh chị trong cái thế hệ mà Việt Nam Cộng Hòa đâu, bởi vì chính người dân miền Bắc họ cũng rất là đau, bởi vì họ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mụ mị dối trá lừa gạt và đưa người dân Việt Nam ở khắp cả ba miền là rơi vào cái tình trạng là nghèo khổ, đạo đức suy tồi, và đấy nó là một cái nỗi đau cực lớn của dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn chị Nga đã chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn chị đã đáp lời với chúng tôi đến để chia sẻ những cái ngày tưởng niệm 45 năm ngày Quốc khánh 30 tháng 4 2020. Xin được cảm ơn chị và được xin kính chúc chị có một cái đời sống mới tốt đẹp hơn, và mọi chuyện để tiếp tục con đường mà chị chọn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin được kính chào chị và xin được kính chào quý khán thính giả của đài. Vâng, Nga xin kính chào anh Hoàng Hà cùng tất cả các quý thính giả.